hướng dẫn chức năng ký giao dịch trong ứng dụng Viettel CA và từ chối ký giao dịch. Để ký giao dịch ở màn hình điện thoại, khách hàng thực hiện theo các bước sau. Ký khi không lưu mã PIN. Bước 1. Gửi yêu cầu ký từ ứng dụng ký. Khi có yêu cầu ký gửi xuống, điện thoại sẽ hiển thị thông tin. Bước 2. Nhấn OK để ký giao dịch. Ký khi lưu mã PIN. Khi nhận yêu cầu ký, hệ thống sẽ hiển thị màn hình. Nhập PIN. PIN mặc định đối với SIM mới là 0, 1, 2, 3, 4, 5. Bước này có thể có hoặc không tùy theo người dùng có đặt PIN khi ký hay không. Lưu ý, sau khi nhấn Cancel thì yêu cầu ký sẽ được đẩy vào menu chức năng ký giao dịch ở ứng dụng Viettel CA. Trường hợp trên SIM có nhiều chứng thư số thì khách hàng phải nhấn chọn đúng vào chứng thư số dùng để ký giao dịch. Để thực hiện ký giao dịch trong danh sách chờ ký, khách hàng thực hiện các bước sau. Bước 1. Vào ứng dụng Viettel CA trên điện thoại. Bước 2. Vào menu Ký giao dịch. Hệ thống sẽ hiển thị danh sách các giao dịch chưa xử lý. Bước 3. Chọn giao dịch cần ký. Nhấn OK để xác nhận ký giao dịch. Nhấn Cancel để đóng hộp thoại. Bước 4. Hệ thống hiển thị màn hình nhập PIN. PIN là do khách hàng tự đặt. Bước này có thể có hoặc không, tùy theo khách hàng có đặt PIN khi ký hay không. Bước 5. Nhập đúng PIN và click OK. Hệ thống sẽ hiển thị thông báo ký giao dịch thành công. Lưu ý, trường hợp trên SIM có nhiều chứng thư số, thì khách hàng phải nhấn chọn vào chứng thư số dùng để ký giao dịch. Để từ chối ký giao dịch, khách hàng thực hiện các bước sau. Bước 1. Vào ứng dụng Viettel CA trên điện thoại. Bước 2. Vào menu Từ chối ký. Hệ thống sẽ hiển thị danh sách các giao dịch chưa xử lý. Bước 3. Có hai trường hợp. Hủy ký khi lưu mã PIN. Bước 1. Chọn yêu cầu muốn từ chối sẽ hiển thị màn hình. Bước 2. Nhấn OK để xác nhận từ chối ký giao dịch. Nhấn Cancel hoặc hủy để đóng hộp thoại. Hủy ký khi không lưu mã PIN. Chọn yêu cầu muốn từ chối, màn hình nhập PIN hiện lên. Nhập mã PIN để từ chối. Lưu ý, sau khi từ chối ký thì yêu cầu ký bị từ chối sẽ mất khỏi màn hình danh sách chờ ký.